như bạn có nhu cầu mua PC, linh kiện máy tính chính hãng với hậu mãi tốt nhất, đừng ngại ngần đến ngay Given nhé. Hello các bạn, theo như nhiều yêu cầu của các anh em thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip để hướng dẫn các bạn các cái tip của Gangplank. Hiện tại thì Gangplank đang là một vị tướng khá là hot trong meta, đặc biệt là sử dụng ở chung kết thế giới khá là nhiều trong đợt vừa rồi. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip nói về con Gangplank này và cách chơi của nó ở trong cái Liên Minh Huyền Thoại để cho các bạn tham khảo. Đầu tiên là về bảng bổ trợ. Thì bảng bổ trợ Gangplank hiện tại thì nó chỉ có một thôi, nó là quyền năng bất diệt. Nhánh chính quyền năng bất diệt thì các cao thủ đều dùng chung một cái bảng như thế này. Ở bảng phụ thì tùy vào phong cách chơi của từng người. Hiện tại thì tôi thấy Bin và Nuguri thì đa phần sử dụng giày và bánh ở bảng phụ. Giáp với kháng phép thì tùy. Giáp với kháng phép thì tùy vào đối thủ. Đứng trên là con bài AP hay AD mà bạn cộng giáp với kháng phép nha. Còn hai điểm này bắt buộc là sát thương vật lý rồi. Bảng của tôi hay dùng ở trong rank thì nó sẽ là bảng cộng 5% hồi chiêu, phục vụ cho dạng đi đường cộng với hồi chiêu được phép bổ trợ sớm hơn một chút xíu. Nó không có gì khác biệt nhiều cả. Anh em muốn tận dụng khả năng hack tiền của Gangplank cộng với cái giày miễn phí như này thì nó cũng sẽ là một cái điểm cộng khá là lớn về mặt trang bị cho Gangplank và đỡ tốn tiền lên giày, hướng đến tam hợp sớm nhất có thể. Ok, bây giờ vào game thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn một vài những cái combo cộng với những cái cơ chế của Gangplank để các bạn có thể sử dụng nó một cách hiệu quả nhất. Ok, với cái bảng bổ trợ mà các bạn vừa cộng thì Gangplank đi đường theo chất tướng là cấu rỉa. Cấu rỉa chính bằng kỹ năng Q với tầm hoạt động của nó là 650 ngang với tầm đánh của con Caitlyn. Và kết hợp với quyền năng bất diệt thì con Gangplank này được tính là một con cận chiến. Cái Q này kích hoạt hiệu ứng đòn đánh. Và quyền năng của Gangplank khi kích hoạt bằng Q được tính là tướng đánh gần nên hiệu quả rất là cao. Dạo đi đường thì các bạn cố gắng sử dụng những cái nội tại của Gangplank, nó có rất là nhiều sát thực chuẩn ở đây. Cộng với Q ở tầm xa để cấu rỉa. Kéo đấu khu đứng trên đa phần là đánh với mấy tướng tay ngắn như là mấy con đấu sĩ á, thì dùng Q được khá là nhiều ở đầu game. Nhưng mà lưu ý là cái lượng năng lượng tiêu tốn của kỹ năng Q nó là 60 ở cấp độ 1 nha các bạn. Về cuối game thì con Gangplank không phụ thuộc vào năng lượng nhiều lắm. Khi mà cuối game chỉ số năng lượng cộng thêm với cả đồ nó cũng chỉ cần cái tam hợp thôi là năng lượng đủ để spam rồi. Càng lên cao á thì kỹ năng Q này nó càng giảm năng lượng đi. Hiện tại đang là 60 cấp độ 1. Càng nâng nhiều thì nó sẽ càng giảm năng lượng dần đi. Đến cấp độ 9 khi bạn nâng mắc kỹ năng Q nó chỉ tốn tầm 40 năng lượng mà thôi. Cái Q này nó tích thêm tiền, mỗi điểm cộng của kỹ năng này nó hack thêm được 1 vàng. Ở cấp độ 1 nó là 3 vàng và 4 ngân xà. Lên được thêm một cấp độ Q nữa thì nó sẽ cộng thêm 1 vàng và 1 ngân xà, tương tự như vậy cộng lên cấp độ 9. Khi mà bạn mắc được Q á, nó sẽ hack được 7 vàng mỗi lính và cho 8 đồng ngân xà. Đồng ngân xà sẽ được dùng để nâng cấp chiêu cuối. Và trang bị khởi đầu đối với Gangplank thì hiện tại nhiều bạn sẽ hướng đến bình thúc biến dị. Khi các bạn chưa quen thì bình thúc biến dị là một trang bị ưu tiên hơn, nó tối ưu hơn từ dạng đi đường, nó vừa có sát thương vừa có khả năng hồi phục rất là tốt. Nhưng mà các cao thủ hiện tại người ta đa phần sẽ khởi đầu từ Lam Ngọc. Nuguri hay là Bin đều khởi đầu từ Lam Ngọc cả, tôi cũng vậy. Tôi khởi đầu Lam Ngọc từ lâu lắm rồi. Tôi rất là ít khi lên bình thuốc. Trong một kèo đấu mà bị cấu rỉa nhiều quá thì tôi sẽ cố gắng vẫn sẽ lên Lam Ngọc và bình thuốc kết hợp cùng với Lam Ngọc cùng với cái bình thuốc tái sử dụng á, và hồi phục thêm bằng bánh bích quy nữa nhá. Bánh bích quy sẽ có phút thứ 2, phút thứ 6 và phút thứ 4, phút thứ 6 nữa thì được tổng cộng là 3 bánh bích quy dọa đi đường. Đầu game khi đầu bằng cái Lam Ngọc này bạn sẽ cố gắng hướng đến cái thủy kiếm sớm nhất có thể. Khoảng chừng hơn 20 chỉ số lính là bạn có thể có được cái thủy kiếm ở lần về nhà đầu tiên rồi. Nói chung là bán máu để farm lên được tầm 700 tiền có thể về nhà và hoàn thành cái thủy kiếm. Thủy kiếm là một ngưỡng trang bị rất là lớn khi mà Gangplank kết hợp giữa quyền năng thủy kiếm cùng với Q á. Nó trở thành một con cấu rỉa rất là khó chịu dọa đi đường. Và cố gắng lia minimap một chút xíu để cấp độ 6 bạn có thể can thiệp giao tranh từ xa bằng chiêu cuối lấy assist. Kỹ năng E của Gangplank, đây là một kỹ năng trừ rất là nhiều giáp ở đầu trận. Và lượng sát thương kích hoạt cái thùng này nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái lượng sát thương của thùng. Ví dụ bạn kích hoạt thùng bằng đánh tay thì đam của nó sẽ ít hơn so với kích hoạt bằng quy. Ví dụ như đánh tay ở đây được 175 đam đúng không ạ? Kích hoạt bằng quy thì nó sẽ thêm đam quy vào nữa. Nó tính là sát thương của cái trang của cái kỹ năng hoặc là đòn đánh kích hoạt cái thùng này. Bình lên được cái thùng lên được 295 đam kích hoạt bằng quy nha các bạn. Và khi có thủy kiếm vào thì nó sẽ có luôn nội tại thủy kiếm cho cái thùng đấy luôn. Tôi lấy ví dụ khi tôi mua thủy kiếm vào, cái thùng hồi nãy nó là 295 đam. Khi có thủy kiếm tôi bắn thủy kiếm kích hoạt cái thùng này thì nó sẽ là 379 đam.
Tức là sát thương từ thùng nó sẽ là sát thương kích hoạt cái thùng đó. Nếu như đó là đòn đánh tay thì nó sẽ là sát thương đòn đánh tay. Tất nhiên là đòn đánh tay đã có thì kiếm hay không nữa. Ví dụ đòn đánh tay kích hoạt cái thùng này nó là 259 á. Nhưng mà thùng đấy mà có thủy kiếm chẳng hạn. Ví dụ pha này tôi đúp lên có thủy kiếm ở đây. Tôi đánh tay cái thùng này. Hiện tại thủy kiếm đã mất nha các bạn. Thì nó là 175. Nhưng mà đánh tay có thủy kiếm. Thì nó 259 á. Đó là sự khác biệt của thủy kiếm và không thủy kiếm đối với một con Gangplank. Đứt là một kỹ năng mà tốn rất nhiều mana nha các bạn, nó tốn tới 80 mana ở cấp độ 1 của nó. Và các bạn không nên spam đứt nhiều lắm. Tôi nói thật là dạo đi đường Gangplank cấp độ đầu cực kỳ thiếu năng lượng, nếu các bạn chơi các bạn sẽ biết. Cấp độ 1 cái đứt tốn tới 80 năng lượng. Và năng lượng tối đa Gangplank nó chỉ có 282 mà thôi. Các bạn đứt một cái là hết gần như 1 phần 3 cây năng lượng rồi. Nên hạn chế cái đứt này một cách tối đa. Và cái bánh là một trong số những công cụ rất quan trọng để bạn có thể hồi phục năng lượng dạo đi đường. Thường khi bạn spam hết năng lượng rồi hãy dùng bánh nha các bạn. Cái thứ hai nữa là cái E của Gangplank nó có hồi lại nội tại. Nội tại Gangplank cho rất là nhiều sát thương chuẩn đầu game. Ở cấp độ 1 các bạn đánh tay được một cái và Q được một cái, gần như các bạn sẽ có một lượng sát thương rất là lớn. Và nó hiệu quả khi áp dụng với các vị tướng đấu sĩ cận chiến như là Yre chẳng hạn. Cấp độ 1 Yre bước lên ăn lính, bạn có thể đánh tay một cái nội tại và rút ra với một tình huống Q. Trao đổi như thế sẽ rất là lời. Điểm lưu ý nữa là cái E của bạn ở cấp độ của tướng nha các bạn, đây hiện tại là cấp độ 3 thì bạn nâng được một điểm vào E. Thì kỹ năng E của bạn nó sẽ có 3 máu và ở cấp độ 1 cho đến cấp độ 7. Cấp độ 1 đến cấp độ 6 thì đúng hơn của con Gangplank này thì mỗi 2 giây nó sẽ tụt máu một lần. Đây. 2 giây nó sẽ tụt máu một lần. Vì vậy những cái thùng đầu tiên muốn kích hoạt theo hai thùng á nó rất là khó. Ví dụ như tôi lấy ví dụ cấp độ 3, bạn nâng được một điểm vào kỹ năng E thì bạn nối hai thùng nó sẽ rất là khó, bởi vì cái thùng đầu tiên nó sẽ khó được kích hoạt ngay lập tức được, bạn phải mất thêm một đòn đánh tay nữa. Ở cấp độ 7 nó sẽ có một sự khác biệt là máu của thùng nó sẽ tụt nhanh hơn, nó tụt còn có 1 giây thôi, vì bạn combo hai thùng sẽ khá là dễ, nó sẽ nhanh hơn một chút xíu so với thùng ở cấp độ 1. Đến cấp độ 13 thì nó chỉ còn 0.5 giây nó sẽ tụt máu một lần. Cấp độ 7 và cấp độ 13 nó sẽ tạo sự khác biệt nha anh em. Đến cấp độ 3 nối hai thùng khá là dễ. Gần như bạn đặt thùng thứ hai là bạn có thể quy để nối hai thùng đến một lúc được rồi. Ở cấp độ 7 và cấp độ 13 nha các bạn, nó sẽ thay đổi ở hai cấp độ. Và E nó mạnh hơn ở kỹ năng bình thường, nó có xuyên giáp. Hiện tại thì xuyên giáp ở kỹ năng E nó là 40%, bỏ qua 40% giáp. Kỹ năng W cộng với kỹ năng R thì nó có scale theo AP. Nhưng tôi không khuyến khích lên AP Gangplank. AP Gangplank khá yếu. Tôi đã thử nhiều lần và tôi khuyên các bạn là không nên thử. Kỹ năng Q của Gangplank nó sẽ cho bạn lượng tiền bonus dựa theo cấp độ của nó. Như tôi đã nói, cấp độ 1 nó sẽ cho bạn 3 vàng. Lên được cấp độ 9 bạn nâng max kỹ năng Q, nó sẽ cho bạn 7 vàng mỗi con lính. Thì mỗi đơn vị thì đúng hơn. Ví dụ con lính bình thường tôi ăn ở đây nó sẽ là 14 đồng cộng 7 đồng. Kể cả những mục tiêu như là bãi chim chẳng hạn, những con chim nhỏ này nó vẫn sẽ bonus thêm cho các bạn lượng tiền với 7 đồng mỗi con nha các bạn. Nên đôi khi Gangplank đi mid nó cũng sẽ có những cái tác dụng nhất định trong việc ăn những bãi chim như thế này. Mỗi con lính nhỏ nó cộng 7 đồng và như vậy tôi có 35 đồng cho những con chim nhỏ vừa rồi. Hay kể cả là những cái con lính rất là nhỏ ở tại bãi người đá, nó cũng sẽ bonus cho các bạn thêm rất là nhiều tiền nha các bạn. Đây tôi lấy ví dụ con lính nhỏ nó rớt ra ở đây. Bạn vẫn sẽ có 7 đồng bonus cho mỗi đơn vị bạn lát hit, kể cả tướng cũng vậy. Nó là một cái cách hack tiền rất là tốt của Gangplank. Tất nhiên Gangplank sẽ không hack tiền bằng Q. Gangplank sẽ hack tiền chủ yếu bằng combo giữa Q và E. Ví dụ tôi lấy ví dụ ở đây. Tôi dùng Q để kích hoạt thùng và cái thùng này giết chết những con lính. Tôi vẫn sẽ được tiền, tôi vẫn sẽ được tiền với điều kiện bạn dùng Q để kích hoạt thùng và thùng đó ăn con lính hoặc là thùng đó ăn mục tiêu khác. Tất nhiên là tướng hay là những bãi quái thì nó cũng rất là tương tự như vậy. Đó là cái cơ chế của kỹ năng Q này khi hack tiền. Đó là một trong số những cái sự khác biệt của Gangplank trong việc tăng tiến sức mạnh ở khu vực đường trên. Về cách để cụ thể trong việc hack tiền với Gangplank thì bạn nên hack tiền ở từ thủy kiếm trở đi cho đến tam hợp. Từ thủy kiếm trở đi sẽ là cái ngưỡng ban đầu của Gangplank trong việc tiếp tục hack tiền khu đường trên. Khi có thủy kiếm rồi thì cái cách để bạn có thể lát hit những con lính đánh xa thì nó cũng sẽ khá đơn giản. Nếu các bạn muốn ăn ba con lính đánh xa thì bạn một là kích hoạt một thùng, sau đó đặt cái thùng thứ hai ra
bắn một cái Q, bạn sẽ ăn được 3 con lính đánh xa bằng nội tại hack tiền Q. Càng có nhiều Q thì lúc đó bạn hack được càng nhiều tiền. Và ngưỡng thủy kiếm là ngưỡng trang bị đầu tiên bạn cần để có thể hack tiền như thế này. Thủy kiếm nó bón rất là nhiều sát thương cho thùng nha các bạn. Nếu như một thùng mà có thủy kiếm nhưng chỉ là những con lính đánh xa như thế này thì lượng sát thương của nó sẽ là không đủ để giết 3 con lính đánh xa nha các bạn. Nếu chỉ một thùng kích hoạt bằng Q nha các bạn thì lượng sát thương nó sẽ không đủ. Ví dụ tôi lấy ví dụ ở đây, tôi sẽ bắn cái thùng này bằng Q ở ngưỡng trang bị thủy kiếm. Thì mỗi con nó sẽ còn khoảng chừng 1 chấm máu như thế này. Và bạn sẽ phải mất thêm một đòn đánh tay để lát hit. Và tất nhiên lát hit như thế này sẽ không có thêm tiền. Thì cái mẹo ở đây khi các bạn sử dụng Gangplank là gì? Là các bạn cố gắng đánh tay những con xa mỗi con một cái. Và sau đó ăn lính bằng một thùng có Q, có thủy kiếm nha các bạn. Mỗi con lính đánh xa tôi chỉ cần việc đánh một cái. Và sau đó thì tôi Q có thủy kiếm. Nó ngay lập tức sẽ chết 3 con xa. Ở một quê lính mà các bạn muốn ăn hack tiền tối đa á, thì các bạn nên đặt thùng ra. Nếu như có nhiều thùng thì có thể dùng 2 thùng để ăn một quê. Nếu mà hết thùng rồi thì bạn có thể đánh tay mỗi con lính đánh xa một cái. Rồi Q như thế này, nó sẽ chết ngay lập tức những con lính đánh xa. Những con lính đánh xa thôi nha các bạn, những con lính đánh gần thì bạn cần phải thêm một thùng nữa thì mới có thể end được. Ngưỡng trang bị thứ hai của Gangplank là một cái tam hợp kiếm ạ. Đối với tam hợp kiếm thì mọi thứ nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Với tam hợp kiếm thì một thùng có tam hợp, khi đã có tam hợp chắc chắn 100% sẽ chết 3 con lính đánh xa. Với nội tại thủy kiếm, tôi nói lại là với nội tại của thủy kiếm cộng với một thùng có nội tại thủy kiếm và bắn một cái Q vào cái thùng đó, chắc chắn lính sẽ chết 3 con xa. Và nó sẽ hack cho bạn mỗi con dựa trên lượng tiền của Q ở cấp độ 9. Khi nâng được 4-5 điểm vào nâng Q nó sẽ là 7 đồng mỗi con. Bạn tưởng tượng mỗi đợt lính nó là 6 con cho đến 7 con thì 6 nhân với số tiền bạn hack được trên mỗi đơn vị lính thì nó sẽ giúp bạn tăng tiến sức mạnh cực kỳ nhanh. Đối với Gangplank, đây là cách hack tiền, đây là cơ chế hack tiền của những cái tương tác giữa Gangplank cùng với đợt lính cùng với trang bị. Bộ trang bị core item của Gangplank thì các bạn tự build cho mỗi bản thân mình, nhưng mà core item đầu tiên nên lên sẽ là một cái tam hợp kiếm. Kể cả trường hợp có đánh với các cái vị tướng pháp sư khu đường trên vẫn nên hướng đến tam hợp kiếm trước. Các bạn đối đầu với nhiều những cái pháp sư mạnh á, thì các bạn có thể là cân nhắc việc lên sớm một cái kiếm răng cưa, nhưng nó sẽ làm chậm đi cái tốc độ lên tam hợp rất là nhiều luôn. Và theo như lời khuyên của mình thì vẫn sẽ hướng đến tam hợp trước, trừ khi rừng của đối phương lẫn tốc đối phương đều là những vị tướng pháp sư rất là mạnh đầu game và bạn đã bị thọt rồi. Tránh việc bị chết quá nhiều ở khu vực đường trên thì các bạn nên lên một chút kháng phép cũng không sao. Các bạn nên tạo một cửa hàng như thế này đối với Gangplank, bởi vì Gangplank cần phải mua những chiêu cuối và thường nhiều người chơi mới sẽ không nhớ để có thể mua cái chiêu cuối của Gangplank. Thì ở đây Gangplank sẽ có là 3 lần nâng cấp chiêu cuối. Với 500 ngân xà lần đầu thì các bạn có thể nâng cấp một là chiêu cuối hậu duệ tử thần. Đây là chiêu cuối có tác động ở giữa tâm chiêu cuối, nó sẽ nổ một luồng sát thương chuẩn. Sát thương chuẩn nha các bạn. Nó là 300% sát thương chuẩn của kỹ năng chiêu cuối. Và khi đó thì các bạn sẽ có được một lượng sát thương sốc rất là lớn khi kết hợp cùng với cái điểm này. Và thường thì tôi sẽ nâng cái điểm này trong rank để bổ sung thêm sát thương ẩn tâm vụ nổ khi mà team có CC. Các cái team có CC khi mà đồng đội đã CC rồi, bạn giải chiêu cuối vào giữa tâm, nó sẽ nổ một sát thương chuẩn rất là nặng và dùng để bớt sát thương rất là hiệu quả. Lần thứ hai thì các bạn có thể nâng cấp vào cái mưa bão bão đạn này, hoặc là nhiều bạn sẽ hướng đến cái mưa bão đạn này trước so với cái hậu duệ tử thần này. Nhưng mà tôi trong đánh rank thì tôi thường sử dụng cái hậu duệ tử thần để dùng sát thương kết liễu cùng với sốc sát thương. Còn cái hào khí rất cao các bạn có thể nâng cuối cùng, vì tác động của nó chỉ là tốc độ di chuyển của đồng minh trong chiêu cuối sẽ được tăng lên. Tất nhiên là dùng chiêu cuối thì thường các bạn sẽ hướng đến team địch nhiều hơn là đồng minh. Thì trong một vài trường hợp ngặt nghèo thì cái này nó phát huy tác dụng ở cuối game thôi. Các bạn nên tạo một cửa hàng tùy chọn như thế này để giúp Gangplank có thể mua đồ dễ dàng hơn và không quên trong việc nâng chiêu cuối. Thì bộ đồ trang bị core item của Gangplank mà tôi thường hướng đến sẽ là một cái tam hợp trước. Đầu tiên sẽ là tam hợp kết hợp cùng với một cái lưỡi hái linh hồn được lên là món trang bị thứ hai, thì Gangplank sẽ có tối đa thời gian hồi chiêu ở hai món trang bị. Thời điểm có được tam hợp hợp lý nhất là từ phút thứ 13 đổ về, sau phút thứ 13 có thể gọi là hơi chậm rồi đó. Vì khởi đầu của Gangplank thường là khởi đầu từ Lam Ngọc, như tôi đã nói ở ngay đầu video. Những món trang bị tiếp theo thì tùy, nếu như bạn tự tin thì có thể lên vô cực kiếm. Nó sẽ giúp cho bạn có thêm rất nhiều sát thương tay cộng với kết hợp với lượng chí mạng có sẵn từ cái lưỡi hái linh hồn này. Thì những thùng của bạn nó sẽ kết hợp với kỹ năng quy chí mạng nữa. Nó sẽ rất là đau nếu như có chí mạng. Đây là một thùng chí mạng 849 đao. Những thùng chí mạng nó sẽ bonus thêm rất là nhiều sát thương nữa. Và với 50%, 40% thì 50% tỷ lệ chí mạng. Thùng thường nó chỉ có 500 thôi, nhưng mà thùng chí mạng lên tới 800.
tức là gần như nó sẽ gấp hơn gấp rưỡi sát thương của các bạn nếu như mà có thêm thùng chí mạng. Đó là bộ trang bị, ba trang bị thường thì tôi sẽ hay lên, một vài trang bị mà các bạn có thể hướng đến, chẳng hạn như canh plank sát lực. Bộ trang bị của gank plank sát lực thì bạn có thể thử kiếm Mayumu ở món trang bị thứ hai, giày khai sáng ở món trang bị sau tam hợp, thì bạn sẽ có ngay lập tức 40% hồi chiêu. Lối lên đồ này áp dụng trong trường hợp là team địch mỏng, nhưng mà tôi không khuyến khích lối lên bị trang bị này ở meta hiện tại. Meta hiện tại chí mạng vẫn đang là một cái lối lên đồ khá là hiệu quả. Về đồ thủ của gank plank như tôi đã bảo, nếu mà gặp những pháp sư quá là khó chịu thì bạn có thể hướng đến cái kiếm Mayumu, hoặc là dừng lại một cái kiếm răng cưa thôi, chống lại những vị tướng như kiểu Rumble hay là Akali hay là Rai khu đường trên á. Hoặc là nếu các bạn build khô máu thì sẽ là lưỡi hái cộng với vô cực cộng với móng vuốt Steyrak, hoặc là muốn chí mạng thì nó lên là ma vũ. Như tôi thì tôi đánh gank plank full công thì tôi lên hai vô cực, từ sau cái món vô cực và lưỡi hái và tam hợp thì tôi sẽ build full vô cực luôn. Đối với trường hợp mà gặp nhiều gank plank không lên xuyên giáp sớm, bởi vì là cái e gank plank nó đã có tới 40% xuyên giáp rồi, và kỹ năng nội tại nó cũng cho rất là nhiều sát thương chuẩn. Vì vậy các bạn có thể thử build những món trang bị chí mạng trước, rồi cảm giác như mà gặp nhiều chống chịu bên kia quá, bạn có thể thử nó thần Dominic, hoặc là gặp tướng có khả năng hồi phục tốt thì bạn cũng có thể lên cái gươm đồ tể sớm sau thì kiếm ở ngay dọn đi đường khi đối đầu cùng với những vị tướng như Fiora hay là Yire, Akali. Một cái tip khác cho những người sử dụng gank plank khu đường trên là bạn có thể dùng E để check bụi, nhưng mà kỹ năng E này không cho tầm nhìn trong bụi. Kỹ năng E này chỉ cho tầm nhìn nếu như bạn kích hoạt nó, và nó chỉ cho tầm nhìn ở xung quanh những cái khu vực nó gây sát thương thôi. Ví dụ đặt một cái E vào trong bụi, bạn sẽ không thấy được ở trong bụi sẽ có cái gì. E không cho tầm nhìn. Nhưng khi bạn bắn Q vào và nó kích nổ, nó sẽ cho tầm nhìn xung quanh cái vụ nổ đó của kỹ năng E này. Nó chỉ cho tầm nhìn của kỹ năng của cái vùng nó nổ thôi nha các bạn. Đó, nó chỉ cho tầm nhìn quanh cái vùng nó nổ mà thôi. Còn nếu bình thường bạn đặt E ngay dưới chân team địch mà địch đang đứng trong này á, không thấy đâu các bạn. Đừng check bụi bằng E, đừng E và không thấy địch rồi sau đó xoay check vào như thế này và thấy nguyên địch ở trong như thế này. Hai là kỹ năng chiêu cuối gank plank thì nó cũng dùng để check bụi, với một cái tác động tương tự là nếu nó gây sát thương lên tướng địch, nó sẽ làm lộ diện tướng địch. Nó chỉ làm lộ diện tướng địch ở trong tầm gây sát thương thôi nha các bạn. Ví dụ trong bụi cỏ này mà tôi đặt một chiêu cuối nó trúng bụi cỏ nhưng nó không gây sát thương đến cái vùng phía trong á là nó cũng sẽ không thấy. Tương tự giống cái E nha các bạn. Và cái thứ hai là lượng sát thương từ chiêu cuối gank plank đủ sức để giết ba con lính đánh xa. Đây là một cái mẹo cho các bạn mà lỡ mà bị chết xong rồi bị một cái wave lớn vào trụ á. Các bạn bị chết xong rồi cái wave lính nó quá lớn nó đẩy vào trụ á, thì các bạn sẽ dùng cái chiêu cuối này để defend trụ từ xa được. Trong trường hợp mà các bạn bị lính đẩy nó quá rát vào trụ ở khu vực đường dưới hay khu vực đường giữa hay là khu vực đường trên mà bạn thấy nó wave lính nó to quá, bạn thèm mà bạn không ăn được, bạn không có TP, hoặc là đồng đội bạn vừa chết ở một wave quá to, bạn đi top bạn muốn đẹp mid tránh đối phương ăn nhiều lớp giáp trụ quá, bạn được giải chiêu cuối nó ăn được ngay lập tức ba lính đánh xa sau khi nó hết tất cả các đợt nha các bạn. Lượng sát thương nó sẽ là đủ để ăn ba con lính đánh xa nha anh em. Đánh gần thì nó hơi thiếu sát thương một chút xíu, nhưng mà đánh xa thì có, và lượng sát thương của nó sẽ không được tăng thêm dựa trên lượng trang bị của gank plank hiện tại, bởi vì lượng sát thương của nó sẽ scale theo AP, tức là các bạn lên càng nhiều AP á thì nó mới có thêm sát thương chiêu cuối. Chỉ có cách duy nhất là bạn với bộ đồ hiện tại gank plank thì bạn sẽ lên được cấp độ và bạn tăng thêm điểm cho nó thôi thì nó mới ăn được thêm sát thương, hoặc là bạn có thể mua thêm cái mưa bão đạn này, nhưng mà đầu game thì thường sẽ không có. Vì vậy các bạn nếu mà muốn ăn nguyên lính từ xa mà thấy nó bị đẩy vật lính nó vào trụ nó lớn quá nó tiếc quá thì các bạn có thể dùng chiêu cuối để defend từ xa. Đây là một trong số những cái trick bạn dùng đối với kỹ năng E và R trong việc trích tầm nhìn cùng với lượng sát thương của nó để có thể căn chỉnh trên những đợt lính. Về combo của gank plank thì E gank plank với thời gian hồi khác nhau, những cấp độ khác nhau thì bạn có thể sử dụng cái thùng nó đa dụng một chút xíu. Nó như một kỹ năng để tấn công, nhưng dọn đi đường tôi nghĩ là các bạn dọn đầu trận khi mà gank plank yếu á, các bạn có thể dùng những cái thùng đó để đánh thủ hòa. Bạn đặt một cái thùng ra, bạn đánh một nội tại như thế này thì bạn đánh một đòn như thế này thì nó sẽ mất máu ngay lập tức và nó sẽ có một điểm để kích hoạt. Khi đầu cùng với những vị tướng có khả năng băng vào mạnh như là Jax, Yire,
thì bạn có thể đặt một thùng ở đây để farm an toàn bằng Q như thế này. Nếu đối phương tiếp cận vào, ví dụ như E-Ray hay là Jax nó sẽ E vào, à, nó Q vào, thì bạn có thể đánh một thùng như thế này để kích hoạt. Nó vừa làm chậm đối phương, nó vừa cho bạn tốc độ di chuyển, nó vừa cho bạn thêm lượng sát thương để có thể tháo chạy trong những tình huống mà những đấu sĩ mạnh all in vào. Cách combo của Gangplank thì combo Gangplank ở giai đoạn về sau nó sẽ có rất là nhiều combo. Đầu tiên là combo hai thùng giai đoạn đi đường. Các bạn thường đặt một thùng ra như thế này đứng thủ. Các bạn có thể đứng thủ ở trên lane như thế này, đặt một thùng ra đánh tay trước. Nếu đối phương đi vào tầm của thùng thứ hai, đặt thùng thứ hai và đánh tay thùng thứ nhất, sau đó quy. Đây là cách cấu rỉa, một cách tối đa sát thương của Gangplank. Tất nhiên là nếu bạn với được một đòn đánh tay nội tại nữa thì nó sẽ mắc sát thương. Cái E khi được kích hoạt, nó sẽ hồi ngay lập tức cái nội tại cho các bạn nhé. Đó, cái nội tại sẽ hồi ngay lập tức. Và nó sẽ có rất là nhiều sát thương chuẩn nếu bạn kích hoạt được nội tại. Đó là combo nối hai thùng bằng đánh tay và quy nha các bạn. Tất nhiên các bạn có thể đặt ra và quy như thế này. Nhưng mà lượng sát thương của cái combo đó nó sẽ không được nhiều bằng cái combo. Nó sẽ có nhiều dạng combo dạng đi đường để cấu rỉa nha các bạn. Đối với những vị tướng cận chiến thì các bạn, tôi khuyên các bạn là các bạn nên đối với những vị tướng cận chiến khi mà đối phương phải ăn lính ở một cự ly rất là gần đó, thì bạn nên combo như thế này. Đặt một thùng ra trước, đặt thùng thứ hai, đánh tay kích hoạt thùng và bắn quy. Tổng sát thương là 292 đúng không ạ? Còn nếu các bạn cấu rỉa như thế này, đối phương và ăn lính đúng tầm, bạn E và quy thì nó chỉ được 182 mà thôi. Combo để chống lại những đấu sĩ mà thiếu tiếp cận mạnh như là Jax hay là E-Ray thì các bạn đặt một thùng ra. Nếu như E-Ray quy vào, nếu như E-Ray mà nó dám quy vào á, thường thì E-Ray quy vào nó sẽ cố gắng phá thùng, nhưng trong trường hợp mà nó không đủ nhanh tay á, thì khi mà nó quy vào bạn có thể đánh tay một cái, quy kích nổ thùng và đánh tay thêm một cái nữa. Lượng sát thương của nó sẽ cực kỳ lớn với hai lần nội tại có cộng dồn nha các bạn. Và lượng sát thương nó khoảng chừng hơn 500 như thế này. Với hai lần kích hoạt nội tại, nó sẽ là tối ưu nhất. Trong trường hợp mà bạn sợ đối phương phá thùng thì bạn khi mà đối phương băng vào ngay lập tức á, bạn có thể kích hoạt thùng để rút lui sau đó thì trả lại một cái quy. Đó là cách trao đổi chiêu thức ở dạng đi đường khi mà đối đầu với các đấu sĩ khu vực đứng trên. Và thường thì muốn all in đối với Gangplank á thì các bạn phải cấu rỉa đủ nhiều, vì đây là vị tướng cấu rỉa dạng đi đường, không phải vị tướng all in nha các bạn. Khi các bạn all in cùng với những vị tướng như là Darius, E-Ray, Jax thì trừ khi các bạn đã cấu rỉa nó đủ nhiều thì bạn mới all in được. Còn all in thì chất tướng Gangplank không cho phép bạn all in quá mạnh, trừ khi bạn quá xanh. Các combo sử dụng một cách gọi là mạnh mẽ hơn dạng đi đường thì nó có combo 3 thùng. Đầu tiên các bạn sẽ đặt một thùng dưới chân như thế này. Ví dụ đối phương đứng ở đây và hai thùng nó sẽ không đủ tầm. Nếu bạn nối hai thùng các bạn cảm giác nó sẽ không có đủ tầm để gây sát thương thì combo 3 thùng sẽ là combo giúp các bạn gia tăng thêm cái tầm hoạt động của Gangplank. Và combo này áp dụng như sau. Đặt cái thùng thứ nhất ra và thùng thứ nhất phải được kích hoạt nha các bạn. Phải đủ máu để kích hoạt nha. Đặt thùng thứ hai ra, quy thùng thứ nhất và nối thêm thùng thứ ba, càng nhanh càng tốt, nối thùng thứ ba càng nhanh càng tốt nha các bạn. Cái tầm E của Gangplank nó cũng khá là xa. Đặt thùng thứ hai ra, quy và E ngay lập tức. E càng nhanh thì cái tỷ lệ thành công càng cao. Và E thường nó sẽ là mắc tầm. Các bạn từ đặt E mắc tầm, bạn căn cái tầm E mắc tầm sẽ là xem là nó là bao nhiêu. Vì đôi khi mục tiêu ở quá xa thì đôi khi nối nó sẽ không có tới được. Mắc tầm nha các bạn, mắc tầm kỹ năng E nha các bạn. Thì nó nổ được đến đâu thì bạn cố gắng tập luyện nhiều, bạn sẽ căn được cái tầm của nó thôi. Đó là combo 3 thùng. Đó là combo 3 thùng của Gangplank. Dạng đi đường thì có hai combo chủ yếu. Một là combo 2 thùng như thế này. Đối với những tướng cận chiến thì nên là 2 thùng. Đối với những tướng đánh xa một chút xíu như Zay chẳng hạn, khi mà đối phương farm một cự ly nó an toàn, tay đối phương dài farm an toàn được, thì bạn có thể dùng 3 thùng để tạo một cái bất ngờ cho đối phương ở một cự ly rất là xa như vậy. Đây là cái cách bạn gây sát thương đối với những tướng đánh dài hoặc là về giữa game trở đi, khi mà bạn qua dọn đi đường rồi, khi các bạn đối đầu với các vị tướng xạ thủ đối phương thì bạn có thể dùng combo đó. Combo nâng cao cho Gangplank nó sẽ có hai combo nâng cao. Một là combo EQE, tức là các bạn E, bạn quy thùng này và nối thêm một thùng nữa. Đây là combo khó làm. Đây là combo cực kỳ khó làm. Và các bạn sẽ tạo được bất ngờ rất là lớn bằng cách combo như thế này.
Ví dụ bạn đặt một cái thùng ở đây, đối phương đứng ở đây. Bạn có thể cạnh tranh cái thùng này. Ví dụ như đây là một vị tướng đánh tay gần. Hiện tại lượng máu của bạn rất là thấp, bạn không dám tiếp cận nó để ví dụ có đây là con Yre. Bạn bước đến thì Yre sẽ đâm quy vào, bạn sẽ muốn đứng từ xa như thế này. Nhưng bạn vẫn muốn gây sát thương lên người nó thì combo này là combo rất là hiệu quả. Và nó sẽ có tính bất ngờ rất là cao. Bạn đặt một cái thùng ra như thế này. Nó bạn nối, nó sẽ mang tính bất ngờ cực kỳ cao đối với đối thủ mà không nghĩ rằng bạn sẽ nối được cái thùng ở đây. Và nó sẽ nhanh hơn so với việc bạn nối là EEQ. Đôi khi bạn đặt cái thùng thứ hai, đối phương sẽ có thời gian phản ứng để flash chạy hay là đối phương sẽ có cảnh giác rất là cao nếu bạn EEQ như thế này. Và thường thì combo EQE nó sẽ rất khó thành công nếu các bạn không combo đúng. Điều kiện duy nhất để các bạn có thể combo với combo này là đứng ở tầm tối đa kỹ năng Q. Muốn đứng ở tầm tối đa kỹ năng Q, bạn không thể nào đứng và căn cái Q này cho nó vào Q vào cái thùng này được. Bạn gần như phải đứng từ xa và Q. Sau đó Gangplank sẽ có cái thao tác đi bộ lại để Q á. Nếu bạn đứng ở đây bạn Q như thế này thì Gangplank nó sẽ đi bộ lại để Q. Và khi các bạn thấy Gangplank đi bộ lại đủ tầm và Q rồi, bắt đầu có cái animation giơ súng lên và bắn cái thùng á. Bạn phải đặt cái thùng thứ hai ngay lập tức và tỷ lệ combo thành công combo này trong rank sẽ khá thấp nếu các bạn không biết combo. Nếu các bạn không làm đúng nhá. Rank combo nó cần độ nhanh tay rất là cao, gần như Q và E sẽ ngay lập tức luôn á. Khi các bạn thấy cái animation con Gangplank nó giơ cái súng lên rồi là phải đặt thêm cái E nữa. Các bạn chậm một tích tắc các bạn sẽ combo fail ngay lập tức ạ. Nó yêu cầu các bạn có thể vào phòng tập và tập cái combo này nhiều nhất có thể. Nó là combo nâng cao cho Gangplank. Combo nâng cấp thứ 3 mà ít người dùng nhất và khó dùng nhất, thậm chí khó hơn cả EQE, là combo 3 thùng của Gangplank với kết hợp tốc biến để gia tăng thêm tối đa cái tầm hoạt động của con Gangplank này. Đây là combo mà yêu cầu bạn vừa phải nhanh tay, vừa phải căn đủ tầm, bởi vì nó dễ dẫn đến cái trường hợp bạn tốc biến và đặt cái thùng nó xa, như nó quá xa khỏi cái tầm thùng thứ hai và bạn sẽ không thể nào combo được. Combo này nó sẽ tạo cho Gangplank một cái tầm hoạt động cực kỳ xa và bất ngờ. Nó dùng trong trường hợp mà cảm giác của bạn là sẽ không với tới kịp ạ. Đây là combo mà những cao thủ Gangplank thường dùng ở trong những tình huống giao tranh tổng. Dạo đi đường thì cái combo này rất ít dùng, về cuối game thì nó mới dùng. Và đặc biệt nó yêu cầu là máu của thùng phải tụt cực kỳ nhanh thì bạn mới có thể combo được. Thứ tự sẽ là thùng 1, thùng 2, Q flash thùng thứ 3. Q flash và thùng thứ 3 cùng một lúc. Đây là combo nâng cấp và nó yêu cầu rất là nhiều đối với người chơi và tập luyện nó rất là nhiều mới có thể combo được. Và như tôi đã bảo thì combo này trong rank hay trong đấu giải tỷ lệ xuất hiện nó sẽ không cao. Xuất hiện nhiều nhất vẫn sẽ là cái combo EQE. Nếu các bạn đứng ở trong tầm của Q như thế này, bạn QE không bao giờ được. Bạn phải đi bộ từ xa lại. Nếu bạn chỉ đứng gần như thế này, bạn có đặt E cỡ nào, nhanh tay cỡ nào nó cũng không thể nào được. Mà phải là từ đi bộ từ xa lại. Đi bộ từ xa lại nó mắc Q được, nó mắc tầm cái Q được. Còn combo 3 thùng thì nó yêu cầu khá là nhiều yếu tố, đa phần là dùng trong team fight cuối trận. Nó sẽ gia tăng thêm tầm hoạt động của Gangplank đối với những cái từng trường hợp cần phải nối thùng từ xa như vậy. Trên đây là những cái tip and trick cũng như là cách build cho một con Gangplank đường trên. Và có rất là nhiều những cơ chế mà các bạn có thể học hỏi từ cái video này, giúp các bạn có thể sử dụng Gangplank hiệu quả hơn trong rank nếu các bạn có nhã hứng muốn đánh con Gangplank này. Chỉ cần các bạn sử dụng thành thạo Gangplank khu vực đường trên thì đây thực sự là một vị tướng rất là khó chịu. Vừa cấu rỉa dặn đi được khó chịu, vừa có một chiêu cuối tác động rất là tốt đến teamfight, vừa có khả năng tạo đột biến rất là cao và lượng sát thương cuối game cũng rất là mạnh. Tuy nhiên thì nó vẫn yêu cầu rất là nhiều các bạn phải tập luyện nhiều, các bạn cần phải hiểu từng kèo nó như thế nào. Chẳng hạn như level 1 sẽ phải né cái E con Jack, hay là level 1 nếu đối phương ví dụ như Revenge nâng Q hay nâng E, bạn sẽ phải đánh đợt lính ra làm sao. Và nó kết hợp rất là nhiều giữa các cái kiến thức khác ở trong game chứ không chỉ là một con Gangplank. Tôi tự tin là nếu các bạn sử dụng thành thạo Gangplank thì cộng với kiến thức nền Liên Minh Huyền Thoại đủ tốt, các bạn có thể leo ở rank từ Bạch Kim đến Kim Cương rất là thoải mái, như cái cách mà tôi hay smurf rank mỗi tối ở rank Bạch Kim. Đến đây thì video xin được kết thúc, và nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại cái comment các bạn ở phía dưới phần mô tả.
tôi sẽ cố gắng trả lời ở trong những số tiếp theo hoặc là sẽ trả lời ở trong các buổi livestream cùng với ở ngay trên cái video này luôn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những số tiếp theo. Và các bạn đừng quên để lại một like, một subscribe cũng như đóng góp ý kiến cho các số tiếp theo, cho những vị tướng nào mà các bạn yêu thích và muốn tôi review về vị tướng đó. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại vào những số tiếp theo.